Bà con ơi, chuối, tiêu nó có lợi gì và có hại gì cho sức khỏe? Bà con ơi, chuối tiêu thì bà con đã biết hết rồi đúng không bà con? Chuối tiêu là rất tốt cho sức khỏe khi ta ăn, mà giá tiền, giá thành cũng rẻ, không có gì cao lắm, mắc lắm, cho nên ăn rất là tốt. Nhưng mà không phải tốt là ai ăn cũng được bà con à. Nó tốt nhưng mà những người thế này vui lòng đừng ăn, những bệnh thế này vui lòng đừng ăn nha bà con. Đó là người có bệnh thận, huyết áp, tim mạch, buồn nôn, táo bón, đau đầu, đau dạ dày, không tỉnh táo, dễ ngủ gật, tiểu đường, là vui lòng đừng ăn chuối tiêu để nó tốt cho sức khỏe của mình. Chứ ăn chuối tiêu vào, những bệnh đó thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, nên vui lòng đừng ăn. Và nó có lợi cho sức khỏe vô cùng, là bệnh tiêu chảy, nó tốt vô cùng cho bệnh tiêu chảy khi ta ăn chuối tiêu. Và đồng thời tốt cho người có bệnh kiết lỵ, mau làm da non, các vết thương, tốt cho đường ruột, tốt cho các vết thương, tốt cho việc làm da non, rối loạn dạ dày, tốt cho hệ thần kinh, tốt cho đường huyết, tốt cho đái tháo đường, tốt cho việc hạ huyết áp, tốt cho việc giúp ngủ ngon, giải rượu. Wow, tốt quá. Chúng ta biết đặt rằng là chuối tiêu nó tốt vô cùng như vậy đó bà con. Nhưng mà không phải nó tốt như vậy là ăn bao nhiêu cũng được đâu nha bà con. Nó tốt như vậy nhưng mà chúng ta không được ăn nhiều. Là người trên 30 tuổi là 1,5 chai, còn dưới là 1 trái. Là có người gọi 1 quả đó bà con nha. Chứ nó nhiều lắm là 2 trái, là 2 quả một ngày. Ăn 6 ngày là nghỉ 1 ngày. Ăn 6 ngày nghỉ 1 ngày, 2 quả một ngày, ăn 6 ngày nghỉ 1 ngày. Phụ nữ trên 30 tuổi thì ăn 1,5 chai. Bà con ơi, kênh chúng tôi là Đời Sống và Sức Khỏe, nói về mọi việc sức khỏe và đời sống, bệnh gì, ăn gì và không nên ăn gì. Cho nên bà con thấy được, vui lòng đăng ký để 4 video chúng tôi sớm đến với bà con. Và 4 video chúng tôi khi phát hành là có liền để bà con xem, biết được mình nên ăn cái gì và bệnh gì, kiêng gì, cử gì nha bà con. Và đồng thời thấy được, vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe, vui lòng chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho chúng tôi và mọi người. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp, nào nào sao chị. Xin chào.